đường nhựa anh chị ha, đường nhựa khu dân cư. Ở xung quanh đây thì đa số người dân ở đây là trồng nhãn anh chị ha, ở nhãn rất là nhiều luôn. Nói chung là nhãn là đặc sản huyện Xuyên Mộc anh chị. Bảo Điền Bất Sản xin mến chào cô chú chị mình ha. Thì tại Điền đang có mặt ở đây là ở tại ngay trung tâm xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu anh chị. Nằm khu dân cư. Và nay có một cái sản phẩm ha, đất ngợp gia chủ mình gửi bán. Thì lúc bông sản mình lúc đang còn cỏ mọc rất là xum xuê, rất là nhiều luôn, mà bây giờ là chủ kẹt tiền cần bán. Điền vô coi đất đó, thì Điền thấy cỏ nhiều quá, thôi kêu chủ gia chủ là mình dọn sơ cỏ đi để Điền quay cho dễ nhìn đó, để mà đưa lên cho cô chú mình xem cho nó đẹp tí hả. Thì ngay chỗ này trung tâm ha, nói chung là nay có một cái sản phẩm giá ngợp 400 m², 10 m tiền đường nhựa này ha. Và trước khi review chi tiết thì Điền sẽ nói sơ cái vị trí Điền đang đứng ha. Thì cái vị trí Điền đang đứng đây thì trên mặt tiền đường nhựa nông thôn ha. Cái hướng trước mặt Điền quay đi ra hướng thẳng đây nè, thì di chuyển khoảng vài trăm mét thôi thì mình sẽ đụng ngay đường tỉnh lộ 329 đó chị ha. Ở ngoài 329 đó thì mình rẽ phải, mình sẽ đi được trung tâm huyện Xuyên Mộc cũng như là thị trấn Phúc Bửu, và mình đi được biển Hồ Tràm luôn chị ha. Đó, thì ra trung tâm huyện thì cách khoảng là 10 cây số ha, chưa tới, khoảng 7 8 cây gì đó thôi. Đó. Và đi mình đi ra biển Hồ Tràm đó thì mình di chuyển khoảng 15 cây số ha. Đó. Nói chung là cũng tương đối là gần đó chị. Ra đó, ra tỉnh lộ 329 thì dường như mình gặp ngay công viên này và trường học các cấp này, và những cái chỗ kinh doanh mua bán nhỏ lẻ rất là nhiều ở ngoài đó chị ha. Nằm ngoài đó chị ha. Còn mình rẽ trái đó, ra tỉnh lộ mình rẽ trái đó, mình sẽ đụng ngay mình sẽ đi được vào trong xã Hòa Hiệp anh chị, vòng ra Bình Châu được chị ha. Và còn hướng ngược lại đây thì mình đi vào khu dân cư. Và bên này này, bên này sẽ mình đi chút xíu là mình có nhiều đường để ra ha. Như điện quay lại cam thì anh chị có thể thấy rõ ha, cái đường bên này này. Đó, đường này mới làm xong cũng cái thời gian cũng gần đây thôi. Mà cái đường đó nối sẽ nối từ tỉnh lộ 328 á, nối qua 329, nối về Bưng Rìa Bình Châu luôn chị ha. Ở nằm đằng sau đây rất là gần anh chị. Đó. Thì tương lai nói chung là hiện tại thôi, không phải là tương lai, nó hiện tại là mình đi thông thương thuận tiện anh chị. Nói chung là đi rất là thuận tiện, giao thông bây giờ nó làm đường xá này kia, hạ tầng này kia thông thương nhiều gì đó. Và đây anh chị ha, bây giờ Điền sẽ nói về đứng vấn đề chính ha. Bất sản mình đây, bất sản mình đang có diện tích là ngang 10 ha, rồi cột mốc rõ ràng anh chị này. Đây, từ đây ha qua bên giáp cái bờ rào bên này ha, nói chung là đất mình vuông vức, hậu nở hậu là 10 mét mốt luôn vậy. Hiện tại trên đất là đất trống á chị ha. Qua tới đây tổng diện tích là 400 mét vuông anh chị. Đó. Nói chung là đất vuông vức nở hậu. Tổng diện tích là chính xác là 400 mét vuông. Đang có sẵn là 80 thổ cư rồi ha. Và giá thì phải giá luôn ha. Giá đang cần bán là 1 tỷ 050 triệu. Một cái con số rất là rẻ luôn anh chị ha. Đó. Mình có thể an cư lạc nghiệp, đầu tư sinh lời cũng được ha, mua để dành cũng được, nó với cái mức giá này anh chị. Đó. Nói chung là khu này nếu mà người ta không kẹt thì bán ít nhất là phải trên 1 tỷ 3 ha. Trên 1 tỷ 3 so với mặt tiền đường nhựa này anh chị ha. Đó. Đi ra trung tâm rất là gần, đi khoảng vài trăm mét mình đụng ngay tỉnh lộ 329 rồi, ngay trung tâm rồi. Đó, ủy ban trường học các cấp, chợ đỏ này kia nằm ở đó anh chị ha. Đó. Nói chung là huyện Xuyên Mộc mình thì mỗi xã đều có một cái công viên như vậy nha. Như mình thị xã Hòa Hội thì gặp công viên Hòa Hội rất là gần luôn. Đó. Dân cư thì nhà đối diện san sát. Cái khu vực này thì về cái khí hậu thì khỏi phải nói rồi, quá mát anh chị. Vì cái không gian xanh còn quá là nhiều, tại vì đất nông thôn mà anh chị, đâm ra là dưới này đa số người ta trồng trọt, trồng cây ăn trái, trồng trọt này kia, làm nông sản này kia, đâm ra là về cái vấn đề không gian xanh, cái mảng xanh còn rất là nhiều anh chị ha, rất là mát luôn, rất thích hợp cho cô chú mình đầu đầu tư nghỉ dưỡng này kia đó, an cư lạc nghiệp. Nói chung với cái tài chính này thì quá rẻ rồi anh chị. Bất sản mình đang có hướng là hướng đông nam anh chị ha, hướng rất là mát luôn. Từ đây mà mình đi thành phố Hồ Chí Minh thì mất khoảng 2 tiếng đồng hồ ha, mình đi cao tốc, tương lai cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu làm xong nữa thì mình đi khoảng 1 tiếng rưỡi thôi. Đường thá bây giờ thì nó gọi là quá đẹp rồi. Rồi bây giờ Điền xin nhắc lại được một lần nữa anh chị ha. Bức xạ mình đang có diện tích là ngang 10, sâu là 40, có tổng diện tích là 400 mét vuông ha.
đang có sẵn là 80 thổ cư. Nói chung là 80 thổ cư đó mình xây dựng thoải mái ha. Nói chung là xây dưới 7 tấm, không cần xin giấy phép xây dựng hay gì. Nói chung đất nông thôn rất là dễ anh chị ha, xây thoải mái ha. À, đang cần bán là 1 tỷ 050 triệu anh chị. Giá này sẽ có thương lượng anh chị nhé. À, sẽ thương lượng không được nhiều anh chị. À, có chú nào mà thiện chí ha, liên hệ điền hoặc là có thể là mình gặp trực tiếp chủ để thương lượng thêm phần giá gì ha. À, điền cũng xin được dừng video clip tại đây. Hẹn gặp lại cô chú vị những video clip lần sau. Xin chào.